Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản UC bằng cách mới bằng số điện thoại. Đầu tiên các bạn nhấn vào đăng ký. Đây các bạn nhập số điện thoại nhưng mà bỏ số 0 đầu tiên đi. Đây mình số điện thoại của mình là 0163, bây giờ mình chỉ biết là 163 thôi. Rồi bạn bấm vào chữ lấy mã xác nhận. Hệ thống UC sẽ gửi tin nhắn về cho điện thoại bạn là 658952. Rồi. Mật khẩu mình điền chữ và số. Rồi bây giờ bấm vào cái chữ tôi đã đọc và đồng ý, bấm chọn xác nhận, bấm đăng nhập.